Chào cả nhà nha, Hiền đang ở cái suối Đá Văn á mọi người. Hình như hôm nay là chắc là ngày chủ nhật. Hiền tiện đi khảo sát cái khu đất cho một người bạn về du lịch sinh thái á. Tình cờ Hiền ghé qua cái khu suối Đá Văn. Nói chung là ngày hôm nay suối Đá Văn thành bình thường thì không có người, nhưng mà hôm nay có người tắm. Nhưng mà nó cũng đẹp lắm. Thì nó đẹp như thế nào chắc Hiền sẽ quay sơ cho review cho mọi người cùng xem nha. Đây cũng là điểm rất là đẹp. Nhưng mà cách dưới này khoảng là 4 km á, là được tập đoàn Vingroup họ đã lấy hết một dãy rồi. Chỉ còn có cái dãy trên này là coi như của một số hộ dân á. Rồi mình sẽ tự phát, mình sẽ mua để mình muốn làm. Nói chung là cái thủ tục xin giấy tờ thì nó sẽ khó khăn. Nhưng mà cái vấn đề thì cái chuyện đó liên quan đến chuyện kinh doanh. Nhưng mà Hiền làm review những cái điểm du lịch đẹp Việt Nam. Đây là cũng một trong những điểm mà du lịch đẹp ở Khánh Hòa mà nó còn nguyên sơ, không có con người can thiệp nha. Đây nè. Thay vì đã nói là Hiền sẽ quay cho đây nha. Đó. Ở xa xa kia có một số họ đang đi chơi á, một số trẻ em, một số các thanh niên nam nữ. Dù mùa dịch nhưng mà họ lại rủ nhau lên rừng, chắc họ nghĩ lên này thì Covid nó né hay sao quá đó. Một số các bạn ngồi trên kia nữa kìa. Đấy. Nhưng mà chắc là Hiền quyết định là chắc Hiền lột giày ra rồi. Lột giày và lột tất ra đó mà lội mang. Em ơi anh gửi đôi giày đôi tất nha, anh lội anh quay nha. Chắc là vì đi suối là phải lội rồi mọi người. Đây là ngồi cỡ hệt một chút nhưng mà ôi cha nó nóng chân quá. Thôi Hiền phải đỡ ra đây, đỡ giày đây. Hiền gửi nhờ. Đây là phải lội rồi mọi người. Đấy. Cũng khá trơn trượt cái nhưng mà quay thì Hiền phải thấy mọi người nghe tiếng suối chưa? Trời nắng này mà đi nghe những dòng suối chảy róc rách tắm mát như thế này là ok luôn á mọi người. Đây nè, Hiền cho mọi người xem nè. Cả một khu lận rộng mênh mông đấy. Nhiều cái đoạn này dài tới mấy km nữa nha. Nó tới mấy chục cây số cả trên cái đỉnh Hòn Bà ra đang đỉnh Bù Sương kìa. Là trên đỉnh Hòn Bà nó chảy về gọi là suối nguồn Hòn Bà á. Ở trên kia có một cái thác 7 tầng rồi Hiền sẽ lên cái đoạn kia Hiền quay tiếp cho mọi người. Ở đoạn này là đoạn Đá Văn giữa nha. Đá là đá thôi. Đây bà bác Hiền thì chắc là người ta kêu là phải săn quần lên. Ướt chứ cũng phải săn lên. Săn lên nó dễ đi hơn. Rồi. Thế là Hiền nó trơn đấy, nước nó trơn. Ồ nó hơi bị trơn á. Ồ cái cây này nó còn trơn, suối phải đi theo cái lối của các em nó đi à. Nó trơn lắm nha. Này rất là sợ trơn ngã. Đây. Đây, Hiền đang nó đó dòng suối nó chảy nè mọi người. Đấy. Cái này nó trơn là cả máy móc cả người rồi nó đưa xuống này nó nằm luôn á mọi người. Hiền đang lội qua đây. Đấy, Hiền vừa bỏ giày lội qua cái đoạn đây nè mọi người. Đấy. Nước rất là mát nha. Ôi trời ơi, dặm cái gì rồi. Hồi giờ không có tháo giày ra dặm đi đâu quá. Ôi. Ôi dặm gai. Khoan đã, dặm gai rồi. Không có đâu con, không có đâu. Đây nè. Đấy. Đây nha, nước trong lắm nha cả nhà nha. Nước rất là trong nha.
đấy, nước rất là trong và mát nha. Đây là nước suối tự nhiên luôn nè. Trơn trơn, đá trơn lắm mọi người à. Đây nè, lên đây có hai cái nguồn suối đây nó chảy ra nè. Đây được gọi là đá dăng, chắc đá nhiều người nó dăng trải dài ra nên người ta gọi là đá dăng ấy. Đấy, hai mọi người nhìn thấy cái dòng chảy không? Đấy, hiện đang đi theo, ồ đang đi kỳ nè, có những dòng suối rất là dễ thương nè mọi người. Cái này thì khiêng gia đình mọi người đi với em bé rất là nguy hiểm nha. Người lớn tắm thì các trẻ thanh thiếu niên thì họ đi thì được, nhưng mà cũng cũng có cảnh báo chứ. Đẹp á mọi người ơi. Đấy, để Hiền tự tự Hiền sẽ đi tìm ra. Đây mọi người, quay trong suối á, nó cũng bị thụ động á mọi người, đang lội vừa cầm máy quay á. Đây đó, rất là đẹp. Xe gì có một cái bóng cây và bao nhiêu. Ở đây có hai bạn này đi với nhau nè. Anh quay không có sao đâu nha em, anh đang quay vlog á. Tụi em ở đâu vậy? Ở đây hả? Rồi đây nè, ở đây cuối tuần nắm tay nhau dẫn đi cũng được. Ở nhà quê đã họ dỡ đồ họ đi như thế này nè mọi người, cũng có cái hay. Thành phố thì có cái nỗi vui của thành phố, niềm vui của thành phố. Ở quê thì có cái hay của quê á mọi người. Đây mọi người nhìn thấy không, hồi đứng vô chút nước cho mát, nóng quá. Đứng trên đá thì nóng mà xuống nước thì nó lạnh mọi người. Đấy, bây giờ Hiền dựng cái máy đi, những cái máy thì ra suối, chẳng lẽ giờ cởi đồ ra tắm suối luôn chứ, thiệt chứ. Đó, đẹp á mọi người ơi, nước mát lắm nha, nước rất là mát nha cả nhà, nước mát á, mà đá này nó trơn lắm mọi người, phải cởi đồ ra luôn là nó tuột người mình xuống luôn anh em mọi người, đã lắm. Ừ, trơn. Cái này cả gan muốn cởi đồ ra tắm không à, thì có chứ, chắc là cởi đồ ra tắm luôn quá à. Tắm là sợ bệnh cảm nhưng mà nước mát lắm rồi, giống như đứa nhỏ nó còn ham nước lắm á, không chi người lớn nó còn ham nữa. Đây đẹp á mọi người nhìn nè, mọi người nhìn cái dòng chảy của nó nè, đấy rộng mênh mông luôn. Ở nha, ở Khánh Hòa thì có nhiều như là vụ thác Văn Bay hoặc suối đá Văn, nó nhiều suối lắm. Để Hiền coi, Hiền khám phá trong những cái này. Bây giờ trưa nắng á cả nhà, đi chân không trên đá thì nó dợp chân, mà xuống nước thì nó trơn. Nhưng Hiền thì quay á mọi người, Hiền sẽ trải nghiệm khám phá cho cả nhà xem. Chứ quay mấy cái gì đó mà mọi người chán thì mọi người không có ủng hộ kênh của Hiền. Ở trong này cũng xa xa thì vẫn có mấy anh nhậu nè, ôi chà, đều có người hết nha mọi người. Mọi người có tin không, nhiều khi Hiền hay bị quay những cái giờ thế này nè. Đi làm khoảng từ 9 giờ, 8 rưỡi 9 giờ. Bây giờ là 10. Nè mọi người nhìn giờ nè. 12 giờ. Thấy không trời? Nó ngược rồi, không thấy. Đây. Ha, nói chung là 1 giờ, là 1 giờ á. Bây giờ là 1 giờ trưa á mọi người. Tại Hiền đi xong qua cái đoạn kia á, xong có cái đoạn suối kia người ta không cho quay, tại vì cái đoạn suối đó là của bên tập đoàn Vingroup họ đã lấy rồi á. Của Vinpearl của ông của bên nhà nó là ông Vượng ông mua hết rồi. Thành ra cái đoạn này là đoạn suối cũng có còn tư nhân á. Đấy mọi người nhìn kìa. Ở dưới này cả khu dưới này nữa nè. Rộng mênh mông luôn. Đó. Bên này họ giăng lưới họ làm gì vậy? Họ chặn họ bắt cá hay làm gì ha? À cái cây họ đi qua. Cái suối này cái nguồn nó chảy nhiều nguồn lắm, có những nguồn nó chảy êm đềm lắm.
Đây nè, những cái nguồn như hiện đang đứng đây là chảy êm đềm nè, và có những đoạn nó chảy nhanh, có mấy con cá nhỏ li ti dở ghét lắm. Đây nè, có mấy con cá li ti. Ở đây thì anh em họ ra đây họ rủ ra nhau ra ngồi ngắm gió ngắm trăng rồi chơi ngắm sẽ quên ngắm ngắm cây ngắm cối quên ngắm trăng bằng đêm bằng ngày mà đây đẹp lắm. Bây giờ đang nghiên cứu đi cách nào cho nó khỏi bị phỏng chân nè, đi trên nước thì nó trơn sợ té mà đi trên đá thì nó nóng dã man lắm cả nhà. Đấy, hiện đang đứng trong cái nó có 2-3 nhánh lận. Để Hiền tìm cái nhánh nào mà nó đẹp đẹp rồi Hiền quay. Không biết ở đây có đi ra bên kia được không. Ôi nóng quá. Nóng chân lắm mọi người, trên đá này nó nóng phỏng chân luôn á. Đây không biết mình có qua được không. À, nóng quá. Đi qua đó được không vậy bé? Chị đi qua đó được không chị? Đi qua được không? Nóng. À, đi đây nguy hiểm quá, sợ nó trượt ở đây nó rớt nó cái nguồn này quá. Ủa sao biết YouTuber hay vậy? Ủa? Ủa ai vậy? À, Phượng hả? Thấy quen mà không biết à? Ủa sao chị biết em hả? Ở đâu vậy? Chị ở đâu vậy? Đây nè mọi người, cái chỗ này tắm đã lắm. Chỗ này cái chị tắm nè. Coi nè, chị tắm mà sâu xuống luôn vậy nè. Đấy, thấy không? Đứng đứng là cũng cỡ 1 mét không? Chị đứng theo chỗ này sâu bao nhiêu? Cạn hả? À, đây nè, đó cái dòng suối nó chảy dài như thế này nè mọi người. Đấy. Đấy. Trên kia là họ một số họ ăn nhậu họ ngồi trong đó đấy. Đây đẹp. Không lẽ giờ Hiền trải nghiệm Hiền cởi đồ Hiền xuống Hiền tắm mà khổ nổi là mình hả? Người quen hả? Người quen mà giờ không dám qua đó được, dày quá trên kia rồi. Trời, tôi nghĩ tôi trốn vô rừng tôi quay mà giờ trời ơi. Nè, nghĩ trốn vô rừng quay mà cũng có người biết Hiền nữa hả? Chết mẹ rồi. 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 Thôi đi ngược lại lên trên kia. Mà biết đâu có biết làm YouTuber đâu. Đúng không? Đây. Đó, mọi người nhìn thấy không? À, nóng lắm mọi người, đi trên này nè, nhiệt độ nó nóng khủng khiếp lắm. Không thể tưởng tượng, nghĩ cục đá mà ra ngoài nắng này mọi người. Trên bãi cát cũng nóng nữa. Nhanh lẹ đi lẹ lẹ qua. Nói chung là 1 giờ rồi trưa rồi mình review cái suối một chút. Thấy nó đẹp và mọi người đang vào đông á. Toàn là quay không có chủ ý thành ra nó khổ phải biết gì đây. Mình mang đem theo cái đôi dép tông bỏ theo. Mình mang mình đi. Đây nè mọi người. Nó đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ phải chạy cho nhanh chứ không nó phỏng chân về nhà phỏng chân á. Phỏng á mọi người ơi. Trời ơi mấy người tưởng tượng là đá mà dây ngoài nắng á. Nó không đâu nóng lắm. Ô ô ô ô. Ngâm chút nước à. Ô trời mát. Để Hiền lên thì quay cái kia nó đẹp đẹp à. Cho cả nhà cùng xem. Suối đá dằn nhằn mà cả nhà. Đấy mọi người nhìn đây. Đẹp không? Thôi đứng cái đường này cho nó. Đó, nhảy cù nè. Cái này sao giống hồi nhỏ mình chơi ghê á. Cho mượn đôi dép nha. Em ơi, cho anh mượn đôi dép chút nha. Anh mượn đôi dép, anh phòng chân á. Nóng quá chịu không nổi. Hên quá, coi như mượn đôi dép của anh ta nè mọi người. Tắm nó bỏ đôi dép trên bờ nè. Hên quá.
Đấy, mọi người nhìn nè. Đây, hiện để cho mọi người nhìn thấy nha. Đây cả nhà ơi, cuối cùng nhờ con em cái nó tắm nó có đem đôi dép mượn đỡ đôi dép của con bé kia nè, nó màu đỏ này mọi người đó, không là nóng chân chịu không nổi luôn đấy, chắc cũng nghịch nghịch nước một chút chứ nóng quá mà. Không, mát lắm mọi người, suối tắm mát. Cái này là bữa sau là phải đem theo quần, mình nói khó nghe phải mặc quần đùi. À, mặc quần đùi, đem theo quần đùi với lại khăn là tắm sướng lắm. Nói chung là cả nhà biết là nó đi đi suối thế này, cả gia đình mình, nếu mà ai cả gia đình đi á thì đem theo mít nè, trái cây nè, dưa hấu nè, ngâm vô trong này luôn, nó mát lạnh tự nhiên đem trên nguồn ngâm luôn, xong rồi đem theo bia. À, có người đem theo gà nướng, đặc biệt ở đây là mình đem đồ nướng sẵn á, đừng có nướng để lỡ cháy rừng á. À, kiểm lâm họ khuyến cáo á, ở đây cũng gần mấy chốt kiểm lâm á, mà mọi người nói chung là cả gia đình đi chơi cũng vui á. Bây giờ cái xu hướng mà đi chơi gia đình cuối tuần hoặc là bạn trai gái yêu nhau á, đi xuống phố, đi siêu thị, đi coi phim đồ hoài nó cũng nhàm rồi, thế là gì? Lên này á, nắm tay nắm chân rủ nhau ra suối đồ cũng được, không mình thấy hay á mọi người. Đi đây cũng hay á, nhưng mà phải an toàn chứ, để biết bơi, bơi đồ không nói, nhiều khi có những đoạn xuống sâu với hai trơn trượt rồi vấp ngã đồ á, cũng cẩn thận chút chứ còn tắm suối thì cũng tốt, nước trong tự nhiên luôn, trên này không có cái gì gọi là ô nhiễm gì hết á mọi người, không khí xung quanh trong lành lắm đấy, thành thử là mình nói khó nghe cho mọi người đừng chạm chứ đấy, ví dụ như tắm suối ôm giờ đây mình quay cái cảnh quay cá các bạn họ tắm với nhau như thế này cũng hay á. Đấy, các bạn cứ tắm quấn quýt ôm nhau với này là đã dạng vậy á, cũng hay á đó. Ở quê thì họ yêu theo kiểu quê rồi đó, thỉnh thoảng rồi đó các bạn này đã đi với nhau tắm đó, cái cặp kia nè, đấy thôi, chuyện riêng tư của anh ta mình cũng không nên soi mói làm gì đó, dạng đi tắm như thế mọi người đấy. Không có sao đâu. À, ý là cái kia nó sợ là quay lên quay vào á, trên kia có cái thác, không biết là Hiền sẽ đi qua cái bờ bên kia để Hiền đến cái thác trên này nó cũng đẹp, cái nguồn bên này đấy. Đấy, đấy, trời ơi, ngậm nước phun nhau kìa, cá chơi là chơi rồng phun nước nữa kìa đấy. Những điểm du lịch đẹp Việt Nam. Trời ơi, không là chắc tôi nhảy xuống tôi bơi quá. Đó, bơi đã không? Chú cũng biết bơi mà chỗ này sâu lắm hơn con. Phan, cái này không sao đâu, cái này con cầm luôn. Không, lúc luôn không? Chú thích bơi lắm. Nè cô, chú hỏi nè. Đây, chú cũng thích bơi mà, điều một cái là nay chú lỡ mặc đồ đây chú bơi được mà, chú bơi biển bơi đồ được luôn á. Cũng được chứ, ừ. Mà giờ chú đang lỡ đi ra kia tình cờ chú đi coi đất, chú ghé chú quay luôn á, chú cầm chú quay luôn, hiểu không? Rồi, nói chung là ở đây đã thì tắm ở đây đẹp đó chứ, sâu á. Đây, mấy đứa em có ngại anh đưa lên luôn không? Có ngại anh quay không? Ngại nãy quay xe quay gần có ngại không? Không, quay luôn nha. Hả? Quay đẹp là được phải không? Đẹp gì hồi nãy hai đứa phun nhau quá giống như là rồng phun nước ấy mà. Bây giờ đẹp nè, trong clip đẹp, dám đẹp không? Dám đẹp anh quay ra luôn nè. Quay đưa trực tiếp nha. Cái này là quay sau anh phát thiệt luôn mà. Nó không sao rồi, nó mới đây.
về coi nha, quay về coi nha. À, bơi đi, hai đứa mày bơi thi từ đây qua đây thử coi. Sâu không ra? Nè nè, ra đứng đây thử sâu, thẻ tay lúc tay không? Coi thử chú coi cái suối đoạn này sâu không? Thử. Là sao? Là sao? Ý là sao? Ý nó nói gì vậy? Nè cô ơi, con đứng thử đây chỗ này cho chú coi sâu không con? Con đứng thử đó là độ sâu bao nhiêu mét vậy? Thử đây, con đứng thử ra đi, con bơi ra đứng thử coi. Coi như là có những đoạn, đấy, có những đoạn suối nó rất là sâu á mọi người. Đấy, thả tay ra đứng thôi. Thấy không? Như vậy là đấy, mọi người nhìn nha. Có nghĩa là mọi người cũng biết á, có nghĩa là khi nào tắm á, có những đoạn á, là rất là sâu, chứ không phải là vấn đề là như vậy thì trẻ em không biết bơi á. Mọi người đi tắm suối thì cũng nhắc nhở mọi người á là phải biết bơi, chứ còn có những đoạn nó rất là sâu đúng không? Cái thứ nhất, cái ba vấn đề thứ nhất á, là độ sâu, vấn đề thứ hai á, là đá nó trơn trượt, thì khi mà cho trẻ em đi chơi á, nó sẽ trơn trượt rất là nguy hiểm. Đấy, thành ra có những cái vụ mà té chấn thương đầu, trật tay trật chân là chuyện bình thường. Thành ra cái trong cái vui, nhưng mà phải có cái sự kiểm soát. Kiểm soát là mọi chuyện đâu vào đó, chứ để không là nguy hiểm, đúng không? Tắm suối đây nè, đúng nè, gật đầu nè. Đấy, có nghĩa là tắm suối là phải là như vậy đó, chứ không phải là thấy suối là tắm đâu. Có nhiều vụ mà nguy hiểm dẫn đến chết người cũng có luôn. Đuối nước nè. À, đấy coi đứng kìa, nó đứng chỗ đó, nó đứng chỗ đó, nhưng mà cái chỗ là lúc đầu luôn. Khiếp. Đấy, thực ra tắm suối cũng có điều đó tốt, nhưng mà cũng có những cái nguy hiểm ấy. Thôi anh chào hai đứa nha. Cảm ơn cho mượn đôi dép, nãy nóng quá chịu không nổi. Hai đứa em ở đâu? Sĩ Hiệp luôn hả? Thôi lỡ anh phỏng vấn chút luôn được không? À, thì anh hỏi luôn, hai đứa em tắm vui không? Vui luôn. À, thế sao không đi tắm biển mà đi tắm suối? À, muối mặn nhiều. Đâu, muối nó thông minh mà, muối cây ớt, đúng không? Nhưng mà muối tốt mà, đúng không? Cái gì? Không có quảng cáo nha, không có quảng cáo được trên YouTube. Quảng cáo mới là nó cắt cái video của mình đấy. Rồi thôi, có kênh là có gì mà mấy đứa ủng hộ chia sẻ kênh anh nha. Nói chung là anh làm bất động sản thì sẵn dịp đi coi luôn. À, để xem rồi quay luôn. Đi qua về lại bên này. Xe tìm đường về. Đây nè mọi người. Nói chung là suối nó cũng chỉ vậy thôi. Hiền review cho mọi người. Không biết, bây giờ hai đứa làm lại luôn đi. Nè, bây giờ làm thử một phát luôn nè. Không sao đâu, ăn quay thực tế luôn. Tối nay là có liền à. Không chịu đâu hả? Không chịu gì nữa, thấy hai đứa như thế này mà không chịu gì nữa. Thôi nói chung chuyện riêng tư anh không có dám nữa đụng chạm nữa. Chào hai đứa nha. Đó, có cái vô đó mà xem. Đăng sớm sớm luôn hả? Chiều có. Bây giờ đỡ nguyên luôn à. Đấy, đỡ nguyên luôn nè. Chỗ đây có một cái suối nó chảy cũng đẹp đó mọi người. Đây nè. Đây nè. Đó mọi người thấy không? Thấy Hiền. Hiền thích lắm á, thật sự mọi người. Bây giờ chỉ có thọc xuống tay chơi chứ còn sao mà ra chơi được. Không lẽ giờ cởi đồ ra chứ. Tức quá, không biết nãy mà đi suối chủ ý cởi đồ ra tắm luôn á mọi người. Kỳ quá. Thôi giờ review thôi chứ không, mà nãy mà đem cái áo là lột đồ ra tắm luôn, mẹ nó là ngon rỡ. Ra thôi, có gì Hiền chỉ review thôi. Nhanh cả nhà nha, Hiền review chứ còn không là bữa sau là lột đồ ra tắm, mẹ nó mới trải nghiệm thực tế chứ. Đúng không? Ủa? Hả?
chủ ý là đi quay, thành ra em mới đem đồ tắm mẹ đó cho mát, quá trời mát luôn, đẹp lắm. Đây. Đấy, hả? À. À. À, hay là có những người lớn họ cũng đi cuối tuần rồi cũng thư giãn. Hiện còn em bé thành ra à, cuộc sống phồn hoa đô thị ồn ào đôi khi gì. Có những cái suối này ta kêu là rừng vàng biển bạc là đúng á mọi người à. Đây. Giờ Hiền qua lại cái chỗ này là Hiền về. Ừ. Nó cũng chảy xiết đây. Ôi trơn thế này ha, cẩn thận nha. Trơn lắm á mọi người ơi, Hiền đang lội qua cái suối nè mọi người. Nó chảy xiết lắm mọi người. Ồ nó đưa cái chân mình đi luôn á. Thôi về lại cái đôi giày của mình rồi. Thôi về lại cái đôi giày yêu thương của mình rồi. Nãy giờ. Rồi. Đây. Tổng thể cái khu này Hiền đang quay là nó như thế này nè. Họ họ. Ở đây nè, rồi vào đây thử coi họ nướng ăn nè nha. Nói chung là có những gia đình họ nướng, họ tụ tập lại, họ ngồi lại. Hình như đây chỗ này chị này nướng gà nè. Nướng gà thấy ngon dữ vậy trời. Yeah, đây là nướng gà mọi. Gà dân tộc á, đừng kêu gà mọi. Gà dân tộc phải không chị? Yeah. Nói, còn đây là cá mình bắt lên luôn á hả chị? Mở ra em xem cái chị. Mình bắt tự suối luôn á hả chị? Ngon dữ. Em đang làm vlog á chị. Quay vlog lên coi, lên trên YouTube coi á. Ôi trời cá ngon nè mọi người. Nhìn cá nè. Đây đây đây, để Hiền quay sửa cái máy lại một chút nè. Đó, đó, đó cá nè. Để chị dạch dạch giùm em xem cái. Trời cá đủ thứ luôn, cá suối này ăn sạch tự nhiên nè. Không. Chiên còn... ngon mọi người ơi, ngon lắm nha mọi người. À đây, để em quay mặt chị luôn được không, nếu không có phiền. Rồi, ở trong bể tối. Rồi chào mọi người đi. Chị đi với gia đình hả? Em đi với gia đình. Đi với mấy cháu? Đẹp mà nó sạch sẽ. Như đại hai là cẩn thận, nó cũng có chỗ sâu mà chỗ trơn á chị. Nói chung đẹp á, quá đẹp luôn. Đây nè, quay gà nè, quay gà nè. Trời ơi, ngon quá mọi người ơi. Chảy nước miếng luôn á mọi người ơi. Đó nè, tôi quay cho nhìn ra nhìn nè, trời ơi đã lắm mọi người. Nó bốc khói vô người mình luôn. Thơm luôn. Trời ơi cái này cái cảnh này mà bia nữa, có đem bia theo nữa đúng không? Dạ. Ừ, thấy chưa? Trời ơi cái này còn gì bằng nữa mọi người. À, cá suối là anh tự vớt suối luôn. Anh đem lưới theo. Trời ơi ông xã chị đâu? À ông đang vác, ông xã chị bên lưới, chị đi lên mấy đứa con đem theo lưới theo. Rồi ông lội suối ra ông vớt cá lên ông nướng, trời ơi ăn cái này là giống như thổ dân nguyên thủy luôn á mọi người, ngon quá chứ còn gì nữa. Đâu cần rồi quán xá gì đúng không, nhưng mà đốt đây cẩn thận rừng rú á chị. Ừ, chỗ này không có cây khô. Chứ còn nướng á thì mình cũng ta cũng cảnh báo á. Cái gà này nướng thấy ngon chưa mọi người, nhìn là thơm chưa? Trời ơi đã chưa, gà ta á làm sẵn ở nhà đúng không chị? À đây nè, lên này đông lắm nè mọi người đi nè. Thôi nói chung là có những cái chuyện họ đi chung thì mình không giống quay rồi đó, đó đi thế này nha, đó đông. À học sinh nó nghỉ học nó đi á, nó đi chơi á. Đấy bên kia thì cũng các bạn trẻ á, thường thường trai gái yêu nhau dẫn tắm suối ôm ôm cũng sướng. Em thấy nãy giờ có quay mấy cảnh đẹp á chị ạ. À? Đấy đó, các bạn kia là đang bên đi có một nhóm đi chơi chuẩn bị về kìa. Rồi à đó, Hiền chỉ review tổng cho một cái khu của mọi người mình là như vậy á mọi người. Đó. Thì thôi nói chung là Hiền sẽ dừng video clip ở đây. À, hình như là ông xã chị hả? Không phải à, em hả? Ông anh nè. À, anh bắt cá trên kia hả? À, đó, rộng đẹp vậy nè mọi người. Hiền quay lại, xa lắm, nói chung là mình không có thể đi hết được. Không có thời gian thì Hiền chỉ review cái cảnh mà cuối tuần của mọi người á, đi suối với nhau á. Thành thử là thôi nói chung là ở đâu cũng có cái thú vui á mọi người. Thành ra mình cũng không có thể là nói hết được.
Sao chưa biết đó chị ơi, đừng có nói. Không có nói trước cái chuyện đó thì em không dám nói nha. Nhưng mà nói chung thế này, cuối tuần mà đi về suối chơi thì cũng suối nguồn thì về cái thiên nhiên trong lành, không khí mọi người nhìn bao quanh thì nó cũng là một điều rất là tốt. Ok thôi, tạm biệt cả nhà nha. Hiện dừng và kết thúc video clip ở đây. Cả nhà thở xem kênh Hiền, ủng hộ là chia sẻ đăng ký kênh cho Hiền để Hiền có động lực, Hiền sẽ đi quay nhiều cái đẹp hơn. Cho những điểm mà mọi người chưa biết là mọi người sẽ trải nghiệm thực tế, mọi người sẽ nên thực tế đi. Ví dụ chỗ này chăm nghe bằng thấy là cả nhà nên đi nè mọi người. Đẹp. Đẹp chứ không đẹp Hiền cũng đâu có lặn lội qua mà quay đồ gì đây đâu. Đó nha mọi người. Khu đá văn này nó nhiều khu lắm. Đấy, nó nằm trong quần thể của Hòn Bè và cũng là vô cái chuỗi du lịch của dãy Hòn Bè cho sâu tỉnh Khánh Hòa phát triển là về mặt du lịch sinh thái á mọi người. Đấy, còn dưới kia thì bên kia họ cũng có tập đoàn bên du lịch, họ thông tính. Còn mấy cái này là của tư nhân, thành ra mình chỉ tốn tiền là xe máy là gửi 10.000, còn mình chỉ gửi tiền xe máy thôi là tốn 10.000 xe máy, và xe ô tô là 50.000. đây là Hiền sẵn Hiền quay cho mọi người đây, chứ đỡ là nó mọi người không biết đó, cái lối vào đường thì đường kia đấy, thì ở đây sẽ có cái bãi giữ xe máy đây, họ giữ xe máy họ đỡ gì đây nè, rồi họ đỡ cái xe ô tô cho nó trên này. Thì xe máy là 10k, còn ô tô là 50k. Đấy. Giờ này thì họ chơi buổi sáng xong giờ họ cũng đang đi về. Thì có người thì chơi tới chiều sớ, nhưng mà chắc là trời không mưa. Rồi. Anh làm cá anh mở ra giờ nè, cá nè thấy không mọi người, thấy không? Đã lắm, cá này mà kho gừng cũng ngon nè. Đấy, cá suối luôn á hơn anh. Anh có bán không? Em muốn mua một dạng một cái gì em kho hàng nồi ấy. Thôi đợi Hiền tắt clip cái đã, rồi Hiền mua cá xong về. Hiền thích ăn cá xong mà kho mắm kho gừng nó cũng ngon á mọi người. Thôi đó rồi Hiền sẽ tắt video clip và chào cả nhà. Rồi Hiền sẽ mua cái cá xong này, mua cá xong về kho, tại vì cá xong kho ăn nó cũng được á mọi người nha. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Đợi Hiền mua cá cái đã, mua cá này về kho ăn với dạng như kho rồi lặt cái đầu không ấy ruột ra ăn, gọi là hồi xưa bà già mình ăn với mắm với kho với gừng á, gọi là cũng được kho mặn á, nhưng mà nó hơi xương. Rồi vậy nha mọi người, xương dâm á. Rồi chào cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà video clip tiếp theo nha.